chưa kịp dám mặt với nhau. Em có lỗi về mình nhiều lắm. Việc gặp tôi hay là không gặp, cô có lỗi gì đâu. Hôm nay với cương vị của bà hội đồng, cô còn đứng đây làm chi nữa? Ôi những lời nói đau như kim châm mũi sắc. Mình ơi dẫu biết rằng lâu bây giờ không còn là lâu cùng ngày xưa nữa. Nếu như lâu ngày xưa để cho mình thương yêu quý trọng, thì lâu bây giờ đang cho mình trách mắng rẻ khinh. Đôi với con nó đam mặc tình theo bóng chim tâm cá, đôi với chồng chỉ nó cay giá, cho nên nó mới nghẹn lời. Nhưng mình ơi cô lâu cay giá là nó đã nuốt nước mắt vào tim để rời bến cô mắng nồng im à. Để sang sống giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã, tôi bơi theo dòng nước xoay mà chán chê hận tôi cuộc đời. Trời quang mây tanh để thuyền xưa về bến cô, nhưng ai còn ngờ bến mới đã ràng buộc sẵn từ lâu. Nước mắt không rơi bớt được cơn sầu, không đổi được gián tù hoàng cung đau. Cây tùng bách ngã nghiêng vì bão táp phong ba, dây cáp đăng cũng rờn thân rủ lá. Sông ở cùng lôn tội tình ra nông, nói tôi am hiểu thân tường thân ai phải đoán. Trường vì kẻ ném đa dấu tay của bọn nhà giàu nhiều kế mưu hãm hại người nghèo thế. Cô những thương ai qua đổi thân thà, lũ người giả nghĩa giả nhân, nên cuối cùng lỡ bước xa chân. Mình ơi em cắn răng cam chịu mỗi đắng cay, tôi nhục suốt bao năm dài đắng đằng, là cũng chỉ mong mỏi ngày xưa hợp kể lệ với nhau những uất trong lòng. Quá thương chồng không kịp suy cảm nghĩ, em đành mang tiếng là kẻ phụ chồng. Mình chịu ăn quan cửa nhà ly tán, lũ lo lắng trên mình nhưng biết cậy nhờ ai. Thân đói nghèo khuyến thuộc lắm sao, hàng xóm dẫu thương nhưng sợ ta
cô nói rằng cô thất tích là để cho tôi thoát khỏi ăn quan. Không, nhưng cô ơi, sông nơi hải đảo Côn Lôn, tôi đã học nhiều bài học. Nào là biển cả mò trái rừng sâu đốn cùi, bao nhiêu đắng cay tủi nhục đã thay đổi quan niệm sống của tôi rồi. Khác hơn cô, từ lao tù trước giá cô nhìn lại cuộc đời, tôi không còn tin bọn chủ điền vào lòng nhân đức với người ta điền nghèo khổ nữa đâu. Tôi không ngờ được gặp cô đây để nghe cô nói đôi lời tâm sự. Đó là cho hại chồng cướp vợ, lăn chim đất đai của bọn ác bá cường hào. Mình nói vậy là mọi chuyện xảy ra đều là do hội đồng sắp đặt hết phải không mình? Tội ác của nó ở đây cũng như trăm ngàn thằng nơi khác. Trời ơi! Thôi cô à, trăng đen đã rõ như ban ngày, cô khỏi tôn công mà tìm ra duyên cớ. Dù lỗi ấy do cô gây ra hay là tai họa của tôi từ đâu đưa tới mà cô không chịu thấy, tôi không phiền trách chi cô đâu. Thôi thôi, niềm ân ái không bao giờ tái ngộ. Thì kể từ đây tôi với cô phải đành cam đứt đoạn tơ lòng. Nhưng tôi chỉ buồn là giọt máu bỏ rơi bên cạnh bà mẹ trong chiếc áo hội đồng. Nếu không nhờ anh em giúp tôi vượt ngục trở về đây thì thằng Luân suốt đời cam chịu coi cút bơ vơ.